Quang Đỗ xin giới thiệu các bạn cô Bata Baya ở Thái Lan về làm cái Noel. Hôm qua mình làm nó không được đẹp. Bữa nay là coi như là mình nhờ trang internet giới thiệu cô Malachitra Nga ở Bata Baya Thái Lan chuyên làm cây không Noel mừng Giáng sinh năm 2022. Bàn tay đẹp là làm cái gì nó cũng đẹp hết rồi. Magic chất mát đó. Hôm qua mình có làm mà nó không được đẹp, mình có giới thiệu với các bạn. Bàn tay nhẹ nhàng đưa từng mẫu nào coi như là trái biên. Mình tin chắc là năm nay là coi như là Noel là rất vui. Mình đi lướt qua một vòng ở thành phố Phan Thiết thì mình thấy là coi như là các nhà thờ năm nay là coi như là giáo dân chuẩn bị ăn Noel lớn lắm. Nhà nào cũng trang trí rất đẹp, hàng pe len cũng rất đẹp. Mình thấy là mỗi nơi là trang trí cho Noel là có khác nhau. Nhưng mà mình ở nhà mình thì mời cô Antanaga Nga ở Thái Lan về thì làm thì dĩ nhiên là phải khác hơn mọi người rồi. Ở trên mạng mình thấy bày tá lại ở bên hết rồi. Đó, bây giờ đó. Này, nơ đó. Nơ này là nơ Bắc Ta Nha nha. Thái Lan đó, không phải là nơ ở Việt Nam đâu. Còn thấy không? Cô Andy La Nga là coi như là xin là không quay mặt, thấy mặt, giấu mặt đi. Sợ nay mai là anh em rước về là trả tiền không nổi. Thôi, mình giới thiệu cho các anh em bạn bè gần xa xem coi như là cô Antana Nga ở Bắc Tây Gia về nhất cho nhà nghỉ 89. Nói chung là ok. Tối nay lên đèn là mình ngày mai mình sẽ giới thiệu cho các bạn là toàn thể cái cây Noel như thế nào. Cái này là phần ở dưới đế đó, đẹp luôn đó. Mà mình lướt qua mình cái mặt hậu của cái nhà nghỉ 89 từ đó cái quầy tiếp tân lễ tân reception có cũng có cây thông luôn. Rồi, đến đây mình xin các bạn mình dừng lại nha. Ok.